Xin chào mọi người, chào mọi người đến với cái kênh kỹ thuật nghiệp cây của mình. Thì hôm nay mình sẽ đi thăm lại hai cái cây mít mà mình đã ghép cách đây khoảng 2 tuần các bạn nhé. Đây là cái cây mít mà mình đã ghép lần trước. Đây là cái cây mít mình ghép cải tạo từ cái cây mít lớn này. Mình đã ghép lấy cái mắt ghép của một cái cây mít dai quả rất là ngon và mình đã ghép sang cải tạo sang cái cây này. Và hiện tại thì cái cây này đã phát triển đẹp thế này đây. Đây là cái cây mà lần trước nhiều bạn bảo là cây này nó sẽ bị chết, nhưng mà thực tế thì hôm nay cây nó phát triển rất là đẹp rồi. Đây, tán cây rất đẹp. Mình sẽ kiểm tra lại cây mà mình là ghép lần trước nhé. Đấy, đây là cái cây mít mình đã ghép lần trước các bạn này. Mình sẽ quan sát xem thế nào. Đây, và theo mình quan sát thì cái màu da của nó không đổi các bạn nhé. Sau khoảng 2 tuần thì màu da nó vẫn giữ nguyên. Thì cái cây này thì cái tỷ lệ sống của nó gần như là đã 100% rồi. Và sau khi mà các bạn ghép được khoảng 2 tuần, 2 đến 3 tuần mà các bạn kiểm tra thấy cây nó vẫn đang sống thế này, thì công việc tiếp theo đó là các bạn sẽ bấm ngọn để kích chồi nó ra ở những cái chồi ở dưới các bạn nhé. Và trước khi mình bấm ngọn cái cây này thì mình nói thêm cho các bạn một chút nữa là do cái thời điểm hiện nay ở mình đang ở Nghệ An, hiện tại nắng rất là nóng từ 39 đến 40 độ, nên mình sẽ bấm chồi nhưng mà mình sẽ bấm nó theo kiểu hai giai đoạn, mình không bấm hẳn luôn ở đây, tại vì thời điểm này nó quá nắng, nếu mà mình bấm ở đây thì có khi là cây này nó sẽ bị khô và bị chết luôn, cho nên là mình sẽ bấm nó thành hai giai đoạn các bạn nhé. Mình sẽ bấm lần đầu tiên, mình sẽ bấm ở trên này đấy, mình sẽ bấm ở trên này và mình sẽ chưa một vài để lại một vài cái lá để cho cây nó quang hợp đấy. Và sau khi mình bấm mình hạ vào đấy thì cái chồi dưới này nó sẽ bị ức chế và nó sẽ lên dần, và vài ngày sau nữa mình sẽ quan sát trường hợp nó lên chồi ở những cái chỗ này thì mình sẽ vặt những cái chồi trên này. Nhưng mà ở cái đáng lẽ ra các bạn sẽ bấm ở sát ở dưới này luôn, tức là cách ở cái vị trí cây khoảng 1-2 cái đốt của cái cây mít này. Nhưng mà do thời điểm này nó nắng nó quá nóng nên mình sẽ không bấm trực tiếp đấy, tại vì bấm trên này có thể là nó sẽ bị khô, chảy mủ khô, và có thể nó sẽ nóng quá và nó sẽ thổi ở phần trên này, nó sẽ lan xuống bên dưới. Nên mà ở thời điểm này mình sẽ không bấm ở vị trí sát đấy, mà mình sẽ bấm ở đây và mình chưa để nó còn một vài lá đấy các bạn nhé. Đây, thì bây giờ mình sẽ bấm, mình cắt cái phần này, mình sẽ để một vài lá để cây nó quang hợp. Đấy, sau khi mà các bạn bấm như thế này thì có thể là vài ngày tới nó sẽ lên chồi ở những cái vị trí khe lạ này. Và các bạn chú ý vặt nhé, nếu các bạn làm theo cách của mình thì các bạn chú ý mình vặt những cái chồi này ở vài ngày sắp tới. Tại vì khi các bạn ngắt thế này thì những cái chất dinh dưỡng nó sẽ dồn lại cho những cái đoàn đốt mắt còn lại, và đoàn những cái đoàn mà mắt ngủ này nó sẽ đâm chồi nó lên, và các bạn sẽ phải vặt những cái chồi đấy để nó ưu tiên nó nuôi ở cái này. Các bạn vẫn để lá nhưng mà các bạn vặt chồi đấy. Đấy, các lá này mục đích là để cây nó quang hợp và nó nuôi cái phần cây còn lại thôi. Còn giờ hiện tại mình cũng có thể bấm ngang ở đây được, nhưng mà mình nếu mà mình bấm ở đây ngay cái thời điểm này thì có thể là cây nó sẽ bị thối vỏ và chết do nắng quá nóng các bạn nhé. Đấy, thì với cây này thì mình bây giờ mình chỉ làm sang này thôi. Vậy cho các bạn quan sát lại thêm lần nữa. Thì ở vị trí này thì nó hơi khó quan sát, nhưng mà theo mình nhìn ở đây thì cái màu da nó vẫn không đổi. Đấy, nó vẫn giữ nguyên, tức là cái tỷ lệ tương thích và cũng liên kết gần như là nó đã thành công rồi. Đây, giờ mình chỉ việc kích thích để làm sao cái đoàn chồi này nó gắn kết nhanh hơn nữa, bằng cách là các bạn cắt ở trên này thì nó sẽ dồn nhiều dinh dưỡng hơn để nuôi bộ phận ghép này nhé. Đấy, thì nó sẽ cái này nó sẽ sắp tới nó sẽ ra chồi nhanh hơn. Bây giờ mình sẽ di chuyển sang một cái cây khác. Còn với những cây như cái cây mít này thì hiện tại cái nhánh của nó rất là đẹp rồi. Các bạn thấy đây là cái cây cụ. Đấy, thời điểm trước thì mình đã cắt bớt cái phần này để nó dồn toàn bộ chất dinh dưỡng vào nuôi ở đây. Và với những cái cây này thì tốt nhất là các bạn ngọn, nếu mà tới cái thời điểm nó lớn cao quá thì các bạn sẽ phải bấm ngọn nhé, để cho cây phát triển theo cái chiều ngang thôi.
Các bạn không nên để cây phát triển theo chiều đứng cao thì nó sẽ phá tán cái khác, và cũng như là cây nó sẽ lên cao, nó vươn theo ánh nắng, và nó cao quá thì nó cũng sẽ không cho quả nhiều như những cái cây mà nó để tán ngang và cái bề rồng nó lớn hơn, thì cái cây nó sẽ nhiều quả hơn cũng như là dễ quang hợp cho cây hơn. Còn các bạn nếu mà để nó lên vượt thì nó sẽ át hết những cái cây xung quanh, cũng như là nó sẽ nuôi thân của nó nhiều hơn. Đấy, bây giờ mình sẽ di chuyển sang một cây khác các bạn nhé. Đây, bây giờ mình sẽ di chuyển sang một cái cây khác, cái góc tường mà lần trước mình cũng đã ghép vào cùng thời điểm luôn. Đây, cây này thì ở cái vị trí thuận lợi hơn các bạn ạ. À, tức nó ở trong vị trí bóng râm. Đây, thì đây là cái cây mít lần trước này, các bạn thấy đó là một cây rất đẹp. Nhưng mà mình đã ghép vào gốc này một cái mắt cây mít dai các bạn nhé. Đây, và các bạn thấy ở đây thì phát hiện là có những cái con kiến nó đã ăn những cái lớp vỏ ở đây. Đây, những cái lớp lớp vỏ đây nó bắt đầu có hiện tượng là kiến nó ăn những cái bao này, và nó đã có hơi rách rách đấy. Nhưng mà quan sát ở đây thì mình thấy nó đã bắt đầu lên giá đấy các bạn này. Đấy, nó bắt đầu lên giá ở cái vị trí áp ở phía trên này. Đây, với cái cây này thì mình sẽ chọn cái phương pháp là mình sẽ cắt luôn ở cái phần ở trên này các bạn nhé. Mình sẽ cắt luôn ở phần trên này, tại vì nó cái cây này thì nó gần như là không có ánh nắng, tại vì nó khuất hẳn ngay bờ tường ở đây, nó góc ở đây. Đấy, thì mình sẽ không để nhiều như thế, mà mình chỉ ở đây mình chỉ để nó khoảng tầm hai nhánh lá ở trên thôi. À, bây giờ mình sẽ cắt luôn cây này. Thì mình cắt ở vị trí nào? Đây là mình sẽ cho các bạn quan sát xa hơn này. Đây, đấy là cái vị trí của cây. Từ gốc lên cái vị trí mắt ghép thì khoảng tầm 25 phân. Đấy, khoảng tầm 25 phân các bạn nhé. Đây, và mình sẽ cắt ở cái vị trí ở trên này. Từ cái mắt này trở lên mình sẽ cắt ở cái phần này. Mình sẽ cắt ở cái nhánh phụ này nhé. Đấy, mình sẽ cắt ở một cái nhánh phụ đấy. Sau đó là mình sẽ cắt ở cái phần này nữa. Đấy, các bạn, quá trình mà trước khi cây nó chưa ra lên chồi thì các bạn phải cắt chưa háo thế này nhé. Các bạn không được bấm sát ở đây. Bấm sát ở đây có khi là những cái cây này nó ra mủ, thì nó sẽ bị thổi ở cái phần vỏ này. Nó tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thì có thể là nó sẽ bị chảy nước ở đây và thổi vỏ ở đây, và có thể lan xuống cái phần ghép này. Nên các bạn phải cách xa như thế này. Đấy, đợi lúc nào cái cây này nó lên trôi hẳn rồi đấy, lên trôi hẳn ở những cái mắt này thì lúc đó các bạn mới bấm dần xuống đấy nhé. Còn hiện tại thì các bạn không không được bấm như thế. Và với cái này thì sau khi bấm thì thời gian tới lúc nào cây lên trôi thì mình sẽ tiếp tục cập nhật cho các bạn xem. Thế nên quá trình mà ghép cây mít thì các bạn phải chú ý tất cả các cái bước, mình phải chú ý kỹ thì cái quá trình các bạn làm thì nó mới đảm bảo sẽ thành công được. Tùy vào thời điểm, thời tiết thì mình phải xem thế nào. Nếu mà trời mưa quá thì mình phải thường xuyên quan sát xem nó có bị đọng nước mưa hay không. Đấy, thì để mình thoát nước mưa ở cái vị trí trong cái bâu này, trong cái đoàn này. Thoát thì lần trước mình có chỉ ấy, nếu mà trường hợp những cái cây này mà nó đọng nước thì bạn có thể là luồn một cái cây tăm ở dưới để nước nó chảy ra ở phần góc dưới này. Đấy. Còn trường hợp nếu mà nặng quá thì các bạn có thể là các bạn che chắn bớt, các bạn thể dùng cây các bạn che ở xung quanh những cái khu vực này, tại vì một khi mà trời nắng nóng và ở bên trong này nó có hơi nước thì nó sẽ bị giống như kiểu nó ở trong một cái nồi nước nó nung nóng lên đấy, thì nó sẽ bị thổi vỏ, nó sẽ bị chết cái mắt ghép này. Nên các bạn căn cứ vào cái tình hình thực tế, vào thời tiết và những cái yếu tố khác thì các bạn có sự chăm sóc đối với cái mít sau khi ghép nó được chuẩn hơn. Với cái này thì mình cũng sẽ chờ xem thế nào. Hiện tại là hai cái cây này và một cái cây vừa rồi thì mình đã ghép được khoảng tầm 2 tuần, gần 2 tuần. Nhưng mà sau cái thời gian ghép thì mình có thấy cây nó cũng đang có cái dấu hiệu gọi là đã liên kết được với nhau đây. Và như cây này thì đáng lẽ ra mình sẽ bào thêm một lớp nữa để phòng cái cây này. À, tuy nhiên theo quan sát thì mình thấy cái cây này hiện tại thì nó
không bị mất nước nữa, cho nên là cảm giác nó không bị mất nước nữa. Và cho nên những cái vị trí mà bị những cái con kiến nó cắn thủng những cái lỗ ở đấy thì mình sẽ không bù thêm đấy, mình sẽ không làm thêm nữa. Tại vì mà các bạn biết là sau khi những con kiến này cắm, nếu mà các bạn vừa ghép thì các bạn sẽ phải quấn lại một cái lớp mới, không là nó sẽ bị thoát hơi nước ở trong cái đoạn canh rồi đấy. Nó thoát hơi nước chủ yếu là thoát hơi nước ở cái đoạn mắt ghép, cái đoạn canh mắt ghép các bạn đưa vào đấy. Tại vì lúc đó là nó chưa liên kết được với cây chủ này thì nó sẽ mất nước và nó khô cái đoạn đấy. Còn ở trong kia thì nó sẽ không bị mất nước ở những cái gốc chủ đó. Nói gì chủ yếu là mất nước ở cái canh đấy luôn. Đấy. Cho nên là các bạn nhớ chú ý nhé. Thì hẹn gặp mọi người ở những cái clip tiếp theo nhé. Hôm nay thì ở clip này mình sẽ chia sẻ tới đây thôi. Thì mong mọi người sẽ có được những cái phương pháp ghép mít hiệu quả nhất cũng như là thành công để có thể là đem lại những cái cây trồng nói chung cũng như cây mít nói riêng là nó có hiệu quả kinh tế, quả ngon, đẹp và cũng như là đem lại nhiều cái thành công cho mọi người. Thì cảm ơn mọi người đã xem cái clip của mình nhé. Thì hẹn gặp mọi người ở những cái clip ghép cây lần sau của mình.